Cảnh Military Summary đưa tin, trong 24 giờ qua, lực lượng vũ trang Ukraine chịu thiệt hại nặng nề nhất kể từ đầu năm nay. Tổn thất lớn nhất thuộc về hướng Avdiivka, nơi có hàng trăm binh sĩ Ukraine đã bị loại khỏi vòng chiến. Dường như, lực lượng Kiev đã ổn định được trên tuyến, nhưng mạng sống con người là nguồn lực có hạn. Liệu với những gì có trong tay, Ukraine sẽ ngăn cản được Nga hay không? Giao tranh ác liệt tiếp tục diễn ra theo hướng Avdiivka, Nga vẫn chưa có thể vượt qua được tuyến phòng thủ tiếp theo, Tuy nhiên, để ngăn được đà tấn công của đối phương, Ukraine đang phải trả cái giá rất đắt cả về trang thiết bị và nhân lực. Trong khi đó, lực lượng Moscow đã đạt được thành công đáng kể ở Ivanivske, Krasnohorivka và Novomikhailivka. Hoạt động của họ cũng được ghi nhận gia tăng ở phía bắc vùng Sumy. Ivanivske và Novomikhailivka được cho là sắp sụp đổ. Kênh Aden cho biết, có tin Nga đã tiến vào thị trấn Terni ở phía tây Kremina và đông bắc Liman. Nếu được xác nhận chính thức, đây sẽ là một bước tiến quan trọng để lực lượng Moscow phát triển xa hơn về phía tây Nam Tây tấn công Liman và sau đó áp sát các đại đô thị Slovians, Kramatos. Nga dường như đang tạo hai cánh, cầu mũi đánh từ Liman xuống và mũi từ Bắc Mớt cha lên. Nếu đúng như vậy thì mùa hè này, chiến trường Ukraine sẽ đỏ lửa tại các thành phố lớn hơn nhiều so với Áp Lipka, Bắc Mớt. Tuy nhiên, khả năng Nga đẩy mạnh trên hướng này rất thấp bởi tấn công các đô thị lớn không bao giờ dễ dàng, đòi hỏi lực lượng quy mô lớn trong khi nguy cơ tổn thất cao. Kênh Kroman đưa tin, lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã phát động một loạt cuộc tấn công lớn vào khu vực Koprovsky bằng bom FAB với nhiều phiên bản khác nhau, bao gồm cả loại hạng nặng FAB-1500. Điều thú vị là khu vực Pokrovsky, một trung tâm đô thị lớn và đầu mối giao thông chính của Ukraine, bị ném bom cách áp khoảng 40-50 km. Phải chăng tầm bắn của bom lượn FAB đã tăng lên hoặc các máy bay Nga đang tiến gần đến tiền tuyến, một cách nguy hiểm, để thả bom vào mục tiêu này. Tuy nhiên, có một điều rõ ràng là bất chấp việc Ukraine tuyên bố liên tục bắn hại nhiều máy bay của đối phương, tới 15 chiếc trong hai tuần qua buộc Nga phải ngừng hoặc giảm tần suất xuất kích, nhưng thực tế cho thấy Su-34 vẫn hoạt động với cường độ cao do đó hoặc là Ukraine đang cố gắng tạo chiến thắng trên truyền thông hoặc nga không ngại tổn thất sẵn sàng mạo hiểm cho máy bay xuất kích ném bom tiền tuyến và các mục tiêu sâu trong hậu phương để theo đuổi những thắng lợi mang tính chiến thuật ở phía tây Abkhazia ngăn đối phương củng cố tuyến phòng ngự. Ukrainska Pravda đưa tin báo cáo vào ngày 4 tháng 3, cục Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết trong 24 giờ qua 63 cuộc đụng độ đã diễn ra dọc trên tuyến. Tổng cộng, đối phương đã thực hiện 5 đợt tấn công bằng tên lửa và 44 đợt không kích, đồng thời thực hiện 68 đợt tấn công bằng pháo tên lửa bắn loạt. Báo cáo có đoạn, trong ngày, máy bay Ukraine đã tiến hành không kích vào 8 khu vực tập trung nhân lực và một trạm điều khiển UAV Nga. Ngoài ra, một tên lửa KH-59 đã bị phòng không Ukraine phá hủy. Các đơn vị tên lửa đã đánh trúng một khu tập trung quân, một hệ thống phòng không và 6 khẩu pháo của Nga. Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định họ đã đẩy lùi các cuộc tấn công của đối phương ở Kupiansk, Liman, Bakhmut, Avdivka, Novopavlovsk. Trên hướng Edokhov, Nga không tiến hành các hoạt động tấn công, trong khi tại Kherson, họ không từ bỏ ý định đánh bật các đơn vị Ukraine ra khỏi đầu cầu tả ngạn sông Dnipro, dù bị tổn thất đáng kể trong hai cuộc xung phong bất thành. Gajib Independent đưa tin, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho biết trong cuộc họp báo vào ngày 4 tháng 3 rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đang lợi dụng sự chậm trễ trong viện trợ của Mỹ cho Ukraine để tăng cường các nỗ lực quân sự của Nga. Viện trợ cho Ukraine đã bị mắc kẹt trong Quốc hội Mỹ kể từ mùa thu năm 2023. Thượng viện Hoa Kỳ vào ngày 13 tháng 2 đã thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ đô la Mỹ, bao gồm 60 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine cũng như các quỹ cho Israel và các đồng minh khác. Nhưng đề xuất này vẫn chưa được đệ trình để được Hạ viện phê chuẩn. Sau khi trì hoãn cuộc bỏ phiếu trong nhiều tuần, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson cho biết vào ngày 29 tháng 2 rằng Hạ viện của ông sẽ xem xét dự luật viện trợ nước ngoài ngay khi chính phủ được tài trợ các nhà lãnh đạo quốc hội đã cố gắng thông qua dự luật chi tiêu tạm thời để tránh việc chính phủ phải đóng cửa một phần mà không có nguồn viện trợ cho Ukraine. Việc ngừng hỗ trợ của Mỹ đã gây căng thẳng đáng kể cho những nỗ lực của Ukraine nhằm chống lại Nga, gây ra tình trạng thiếu đạn dược và góp phần làm mất thành phố tiền tuyến quan trọng Avdiivka. Trả lời câu hỏi về việc liệu Tổng thống Putin có đang cố gắng vũ khí hóa sự do dự của Mỹ trong việc gửi viện trợ cho Ukraine hay không, Ông Kibai nói rằng nguồn cung cấp đạn dược của Ukraine bị cạn kiệt đang giúp Nga đạt được lợi thế quân sự mạnh mẽ hơn. Theo ước tính nội bộ của Mỹ, tình trạng thiếu đạn dược của Ukraine có thể xoay chuyển cục diện cuộc chiến một cách hiệu quả và mang lại cho Tổng thống Nga Putin một lợi thế đáng kể. Radio Liberty đưa tin, người phát ngôn của nhóm tác chiến chiến lược Tavia Dmitry Likovi của Ukraine cho biết, Đối phương đang tập trung lượng dự trữ rất đáng kể ở khu vực Novomikhailovka theo hướng Pavlovsk, Trước đây là Martinka để chiếm ngôi làng. Theo ông, tính đến thời điểm hiện tại, Pavlovskoye là một trong những khu vực nóng ở mặt trận. Ông nói: ở đó mỗi ngày có nhiều cuộc tấn công hơn so với hướng Abkhazia. Ví dụ, ngày hôm qua có 20 cuộc tấn công ở hướng Abkhazia, trong khi ở Novomikhailovka có 30 cuộc tấn công. Tuy nhiên lực lượng phòng thủ vẫn giữ vững trận địa, đối phương nỗ lực rất nhiều nhưng không hề đạt được thành công nào. Ông Lykovy cho biết thêm rằng cuộc tiến công của đối phương trên hướng Apdipka đã bị chặn lại ở các khu định cư Novoseloka, Berychai, Tonenkoje, Pervomayskoye và Nivenskoje. lực lượng Nga không thể tiến xa hơn. Ông nói từ đầu ngày hôm nay ngày 4 tháng 3 cho đến 18 giờ 21 cuộc tấn công của đối phương đã bị đẩy lùi theo hướng Apdipka trong các khu định cư Novoseloka, Berdych. Tonenkoje, Pervomaiskoje và Nivenskoje. Đồng thời, chúng tôi cho rằng trên hướng tấn công trực tiếp nóng nhất này của Nga, tình hình đã ổn định và bước tiến của họ đã bị chặn lại. Đối phương kiểm soát một phần làng Berdychai, nhưng lực lượng phòng vệ đang làm việc của mình gây cho Nga tổn thất đáng kể, nên cuộc tiến công của họ đã bị dừng lại vào thời điểm này, ông khẳng định. Europin Pravda đưa tin trong một cuộc phỏng vấn với <laughs> các cổng thông tin Novinky và Bravo.cz của Cộng hòa Séc, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đảm bảo rằng ông sẽ không triển khai binh sĩ Pháp ở Ukraine trong tương lai gần. Ông nói thêm, điều này không có nghĩa là chúng tôi đang xem xét việc gửi quân đội Pháp đến Ukraine trong tương lai gần, nhưng nó có nghĩa là chúng tôi đang bắt đầu thảo luận và suy nghĩ về mọi thứ có thể làm để hỗ trợ Kiev, đặc biệt là trên lãnh thổ Ukraine. Theo Tổng thống Pháp, những người tham gia cuộc họp đã nhất trí về 5 lĩnh vực mà họ muốn nỗ lực nhiều hơn. Phòng thủ mạng, sản xuất chung vũ khí ở Ukraine, an ninh của các quốc gia bị đe dọa trực tiếp bởi cuộc tấn công của Nga ở Ukraine, đặc biệt là Moldova, khả năng hỗ trợ Ukraine ở biên giới với Belarus và các hoạt động giả phá bom mìn. Ông Macron nhấn mạnh, ngoài ra tôi luôn xác định rõ ràng khuôn khổ của chúng tôi. Chúng tôi không chống lại người dân Nga và từ chối đi vào logic leo thang. Trước đó, ông Macron tuyên bố không thể loại trừ khả năng điều lực lượng phương Tây tới Ukraine. Những tuyên bố của Tổng thống Pháp đã gây ra phản ứng tiêu cực từ chính phủ các nước đồng minh, các nhà lãnh đạo của họ vội vàng đảm bảo rằng họ sẽ không gửi quân. Hầu hết các nước NATO đã loại trừ việc gửi binh sĩ tới Ukraine, bao gồm cả các nước lớn là Đức, Anh và Mỹ. Moscow phản ứng giận dữ với nhận xét của ông Macron cảnh báo rằng việc triển khai lực lượng phương Tây ở Ukraine chắc chắn sẽ dẫn đến xung đột giữa Nga và NATO. Cuộc điền đưa tin Ukraine cho biết họ chưa nhận được số tiền 16 tỷ euro, tương đương 13,7 tỷ bảng Anh hay 17,36 tỷ đô la Mỹ, thu được từ hai hội nghị tài trợ tổ chức tại Ba Lan vào năm 2022, ngay từ đầu cuộc xung đột với Nga. Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh ở Kiev có những lo ngại xung quanh việc hỗ trợ quân sự và tài chính khi cuộc xung đột bước sang năm thứ ba. Thủ tướng Ukraine Denis Megan phát biểu trong một cuộc họp báo rằng hai sự kiện vào năm 2022 đã huy động được lần lượt là 10 tỷ và 6 tỷ euro. Ukraine không nhận được gì từ họ. Số tiền này được Ba Lan cùng với Ủy ban châu Âu gây quỹ để hỗ trợ Ukraine, ông nói. Ông nói thêm rằng họ đã đi đâu, họ ủng hộ điều gì, Ukraine chẳng nhận được gì cả. Kiev đã cảnh báo rằng họ rất cần thêm hỗ trợ quân sự và tài chính khi chờ đợi gói viện trợ mới trị giá 60 tỷ đô la Mỹ của Mỹ đang bị giữ lại ở Washington. Ẩn mình trong một con mương lầy lội, thô sơ, một quái vật thép to lớn đang chờ cơ hội tấn công. Được nhận diện, địch Ta, ở hai bên, bằng các dấu cộng được sơn trắng, nong không lô của khẩu pháo, dương lên bầu trời phía trên chiến tuyến bác mớt, nơi có hàng nghìn quả đạn pháo, đốc kết, tên lửa và máy bay không người lái, bay tới bay lui mỗi ngày. Vũ khí đang được Lữ đoàn Cơ giới số 93 của Kena sử dụng là pháo tự hành M109 do Mỹ chế tạo, hay còn được gọi là Paladin. Trong mùa đông, các lực lượng Nga đã tấn công ở khu vực, vượt qua bác mớt, đổ nát, về phía thành trì Cha gia của Kena. Vào ngày này đầu tháng 2, bất chấp những âm thanh giao tranh gần như liên tục gần đó, những khẩu Paladin vẫn câm lặng. Các cuộc tấn công vào những vị trí của Ukraine được Nga thực hiện hàng ngày, nhưng những quả đạn xếp trong giá chứa đạn chỉ được sử dụng khi thực sự cần thiết. Từng chút một, khi chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tiến triển, các loại pháo phương Tây như Paladin bắn đạn 155mm tiêu chuẩn cho tất cả quân đội NATO đã thay thế phần lớn các loại pháo thời liên xô cũ của Ukraine. Kiev đã nhận được hàng trăm khẩu pháo 155mm để triển khai dọc theo chiến tuyến trải dài hơn 1.200 km. Với độ chính xác tổng thể tăng lên so với các loại pháo của Nga, loại vũ khí này đóng vai trò quan trọng trong việc giúp Ukraine tiếp tục chiến đấu chống lại đối phương có lợi thế về đạn dược rõ rệt. Giờ đây, mặc dù có rất nhiều pháo, nhưng Ukraine đang hết đạn và tình hình đang dần trở nên tuyệt vọng. Khi quá trình chuyển đổi sang pháo binh tiêu chuẩn NATO tiến triển, quân đội Ukraine chủ yếu dựa vào đạn pháo từ kho dự trữ của Mỹ, được tăng cường bởi đạn mua từ bên ngoài liên minh. Nhận thấy nhu cầu cấp thiết, các nước châu Âu đã chuyển sang mở rộng quy mô sản xuất ở nước mình, nhưng đã bị chỉ trích rộng rãi vì mất nhiều thời gian để thực hiện điều đó. Với việc Đảng Cộng Hòa cản trở nguồn viện trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine kể từ cuối năm ngoái, tình trạng thiếu nguồn cung cấp mới đang trở nên nghiêm trọng trên chiến trường cả Washington và Kiev đã nhấn mạnh một trong những lý do chính dẫn đến thành công gần đây của Nga trong việc chiếm thành phố Abdika, chiến thắng lớn nhất của Moscow kể từ tháng 5 năm ngoái, là do Ukraine thiếu đạn pháo. Kiev Independent đã nói chuyện với các chỉ huy pháo binh 155mm ở hai lữ đoàn riêng biệt đang chiến đấu ở tỉnh Donetsk để hiểu cơn đói đạn pháo đã bắt đầu ảnh hưởng như thế nào đến dòng chảy hàng ngày của chiến trường trong lực lượng lục quân rộng lớn của Ukraine với mức độ tập trung khác nhau ở các khu vực khác nhau trên tiền tuyến, thường khó có thể hình dung được cơn đói đạn pháo ảnh hưởng như thế nào đến công việc của lực lượng Ukraine ở cấp độ chiến thuật. Đến bây giờ, Vitalis skyba 36 tuổi, là khẩu đội trưởng pháo Paladin, không được tiết lộ tên thật, theo quy định của đơn vị cho biết, sự khác biệt giữa nguồn cung đạn dược của Ukraine và Nga đã được cảm nhận rõ ràng. Có cảm giác như chúng tôi chỉ bắn khi nhìn thấy mục tiêu, trong khi pháo của họ bắn 24 trên 7. Họ phá hủy cả ngôi làng, anh nói. Chúng tôi không thể làm thường chỉ được phép dùng 3 quả đạn để bắn chúng mục tiêu và kỳ vọng là như vậy là đủ. Trong khi họ có thể dễ dàng bắn 20 quả đạn vào một mục tiêu. Skybar nói thêm, đôi khi các mục tiêu mà lúc bình thường hoàn toàn có thể tấn công bằng pháo binh thì nay sẽ bị bỏ lại vì cần phải tiết kiệm. Anh nói nếu họ phát hiện 5 binh sĩ của đối phương đứng cùng nhau, điều đó không phải lúc nào cũng đủ để ra lệnh khai hỏa trong những ngày này. Bộ chỉ huy cố gắng hết sức để yêu cầu chúng tôi hỗ trợ bộ binh của mình. Sẽ thật tuyệt nếu chúng tôi có thể làm việc không ngừng nghỉ như người Nga, nhưng chúng tôi không thể. Cách gia 20 km về phía nam, Kajip Independent cũng đã nói chuyện với Roman Holodisky, chỉ huy khẩu đội của Lữ đoàn Pháo binh số 43, đơn vị có các trận điện được triển khai trên khắp chiến tuyến và chuyển đổi hoàn toàn từ pháo 2S7 Pion thời Liên Xô sang pháo tự hành PZH-2000 do Đức sản xuất. Holodisky, người có thâm niên cung cấp cái nhìn rộng hơn về tình hình đạn dược mà các khẩu đội trưởng như skyba có thể thiếu, cũng cho biết. Họ nhận được giới hạn về số lượng đạn có thể sử dụng vào mục tiêu. Lần trước tôi đích thân chỉ huy một trận đánh, chúng tôi nhìn thấy một nhóm tấn công của đối phương, đó là khoảng cách hoàn hảo để khai hỏa. Tôi đã xin phép chỉ huy cấp trên của mình để tham gia và cũng yêu cầu dùng số đạn tối đa. Ông nói, họ cho phép tôi bắn 5 quả đạn, trong đó 3 quả đầu là để hiệu chỉnh và 2 quả cuối để thực sự gây thiệt hại. Nếu chúng tôi được phép bắn 10 quả đạn cho nhóm đối phương đông đảo đó thì họ đã bị tiêu diệt, nhưng như thế chúng tôi chỉ có thể cắn được một miếng thôi ngay cả khi hoạt động một cách keo kiệt nhất có thể, tốc độ bắn hiện đại của pháo Ukraine vẫn không bền vững. Khi đạn pháo 155 mm có sẵn, đơn vị của Holodysky đã tích trữ được một lượng đạn dự phòng, mà giờ đây anh buộc phải bắt đầu sử dụng hết. Anh nói: "Bây giờ các quả đạn mà chúng tôi chất chiêu dành dụng chỉ còn một nửa và họ giao hàng ít hơn và ít thường xuyên hơn rất nhiều." Đầu tháng 1, một chỉ huy pháo binh khác của Lữ đoàn 93 đã báo cáo với CNN rằng Nga đang bắn 10 quả đạn so với mỗi quả đạn của Ukraine. Không có cơ chế chặt chẽ để thu thập dữ liệu về chi phí đạn pháo của Nga, nhưng thứ tự cường độ gần như là chính xác. Holodivsky nói khi phản ứng với con số này, đồng thời lưu ý rằng đối với các nhiệm vụ phản công, pháo binh Ukraine thường chỉ bắn một quả đạn, trong khi đối phương có thể bắn tới hàng tá cho cùng một nhiệm vụ. Anh nói, vấn đề ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Các mảnh vỡ và đạn pháo chưa nổ của Nga cho thấy chúng thường mới rơi khỏi dây chuyền sản xuất của tổ hợp công nghiệp quân sự khổng lồ của Nga. Anh cho biết thêm, những loại đạn pháo mà họ sử dụng chủ yếu hiện nay đều được sản xuất vào năm 2022 và 2023. Họ không hề bị đói, dây chuyền sản xuất của họ vẫn hoạt động chân tru. Quyết định ban đầu cung cấp cho Ukraine pháo binh theo tiêu chuẩn NATO được thực hiện những tháng đầu tiên của cuộc xung đột vì rõ ràng là kho đạn dược thời Liên Xô sẵn có ở các nước đồng minh cuối cùng sẽ cạn kiệt. Với một số loại pháo 155mm khác nhau được Mỹ và các nước châu Âu cung cấp, các pháo thủ Ukraine đã nhanh chóng làm chủ được chúng. Theo Holodysky, đến cuối năm 2022, quá trình chuyển đổi sôi nổi với đạn dược sẵn có cho các loại pháo phương Tây Ông nói, lần đầu tiên chúng tôi tung PZH-2000 vào tham chiến. Chúng tôi có hàng trăm quả đạn pháo, các kho của chúng tôi đã tràn ngập. Vào năm 2023, với việc Ukraine cần tốc độ bắn cao hơn để hỗ trợ cho cuộc phản công vào mùa hè, rõ ràng là ngay cả toàn bộ năng lực sản xuất của NATO cũng không đủ và Ukraine cần phải tiếp cận các nguồn dự trữ khác trên toàn thế giới để theo kịp. Thực hiện các bước nhằm tăng cường sản xuất trong nước, Washington đã tìm được giải pháp lấp chỗ trống từ nước ngoài với hàng trăm nghìn quả đạn pháo 155mm được chuyển giao không chính thức. Vào tháng 7 năm ngoái, một kho dự trữ riêng của Mỹ đã được mở cửa cho Ukraine sử dụng, đó là đạn trùm PPCM, đạn thông thường cải tiến hai mục đích, gây tranh cãi rộng rãi nhưng có hiệu quả cao chống lại bộ binh đối phương trong chiến tranh chiến hào. Trong khi đó, Liên minh châu Âu đã cam kết cung cấp cho Ukraine một triệu quả đạn pháo mỗi năm bắt đầu từ mùa xuân năm 2023, nhưng xét về mọi mặt đều không đạt được mục tiêu. Đến tháng 1 năm nay, chỉ hai tháng trước thời hạn tháng 3, EU mới chỉ chuyển giao được hơn một nửa số đạn theo cam kết. George Borrell, nhà ngoại giao hàng đầu của khối cho biết, theo thông cáo của Bộ Quốc phòng mà Bloomberg có được, khi chiến sự đang diễn ra, Ukraine cần khoảng 200.000 quả đạn pháo 155mm mỗi tháng, bị buộc phải hỗ trợ Ukraine trong trường hợp không có viện trợ của Mỹ và lo ngại về khả năng phòng thủ của chính họ trong kịch bản có thể ông Donald Trump đắc cử Tổng thống sau những nhận xét gây tranh cãi liên tục của ông về NATO. Một số nước châu Âu đang thực hiện nhiều hành động hơn để tăng cường các hoạt động sản xuất quốc phòng trong nước. Tuy nhiên các công ty sản xuất vũ khí tư nhân châu Âu cần những mệnh lệnh lớn của chính phủ để biện minh cho việc mở rộng cơ sở và những mệnh lệnh đó đòi hỏi phải đưa ra các quyết định chính trị quan trọng về tài trợ và mua sắm một cách nhanh chóng. Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết vào ngày 14 tháng 2 rằng Đức đặt mục tiêu cung cấp số lượng đạn pháo gấp 3 đến 4 lần vào năm 2024 so với năm 2023 đồng thời lưu ý rằng Berlin sẽ chi 3,75 tỷ đô la Mỹ chưa từng có cho việc sản xuất đạn dược trong năm nay. Là một phần trong thông báo về một liên minh pháo binh mới vào tháng 1, Pháp hứa sẽ gửi cho Ukraine 3.000 quả đạn pháo 155mm mỗi tháng, ít hơn số lượng lý tưởng mà Ukraine sẽ bắn trong một ngày trên tiền tuyến. Tuy nhiên, vài tuần sau, Politico đưa tin rằng Paris đang ngăn chặn nỗ lực của EU trong việc mua đạn pháo từ ngoài khối. Với hy vọng nhanh chóng thu hẹp khoảng cách trước khi châu Âu có thể sản xuất thêm, Tổng thống Serge Petpaven tuyên bố tại Hội nghị An ninh Munich rằng nước này đã xác định được nguồn cung từ bên ngoài EU với số lượng nửa triệu quả đạn pháo 155mm và 300.000 quả đạn pháo 122mm thời liên xô khác sẵn sàng chuyển đến Ukraine trong vòng vài tuần nếu nguồn tài trợ được phê duyệt. Khi bạn nói chuyện với những người lính Ukraine, liệu đạn pháo của họ được sản xuất ở đâu, có quan trọng hay không? Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển ban Johnson nói với Kajib Independent ở Munich. Có một câu nói, Holodivsky nói, cái giá của mồ hôi của lính pháo binh được đo bằng máu của lính bộ binh. Đối với người chỉ huy, người từng là một phần trong quá trình chuyển đổi thành công của Ukraine sang pháo binh NATO trong mọi bước đường, ý tưởng về việc các khẩu pháo của anh ngừng hoạt động là một điều đáng sợ đây là một vấn đề không có cách nào giải quyết được anh nói nếu họ tiếp tục giao hàng ngày càng ít lượng dự trữ mà tôi tích lũy theo thời gian cuối cùng sẽ cạn kiệt chính những người đồng đội này trong chiến hào và hầm của họ cần sự hỗ trợ của chúng tôi hơn bao giờ hết khi đối phương đang tấn công thành thật mà nói nếu chúng tôi ngừng làm việc hoàn toàn ở đây thì điều đó thật đáng sợ ở một mức độ nào đó, tình trạng thiếu đạn pháo của Ukraine được giảm bớt nhờ việc sử dụng rộng rãi máy bay không người lái FPV, góc nhìn thứ nhất cho các mục tiêu tương tự trên hoặc gần đường số 0 là chiến tuyến. Mặc dù mang lực nổ ít hơn nhiều so với đạn pháo, FPV là vũ khí có độ chính xác cao, sản xuất dày hơn nhiều và có thể được chế tạo tại nhà thay vì trên dây chuyền lắp ráp đắt tiền. Tuy nhiên, theo Holodisky, ý tưởng cho rằng UAV thực sự có thể thay thế pháo binh là rất thiếu sót. Anh nói, Pháo binh luôn là yếu tố X trên chiến trường. Có lý do tại sao cho đến ngày nay, bộ binh của chúng tôi vẫn kêu gọi pháo binh hỗ trợ chứ không phải là FPV. Vụ nổ, sóng xung kích, tất cả đều có tác dụng làm mất tinh thần lớn đối với binh sĩ Nga và pháo binh có thể làm được nhiều việc mà FPV không thể làm được. Trong khi châu Âu cần thời gian để mua thêm đạn pháo và nguồn tài trợ của Mỹ dành cho Ukraine vẫn bị chặn, những lính pháo binh như Skiba và Holodivsky có thể không thể cung cấp sự yểm trợ thích hợp cho bộ binh của họ. Skybar nói nếu họ muốn chiến tranh kết thúc, không cần phải chờ đợi, phải tổ chức những hội nghị thượng đỉnh bất tận và dành thời gian suy nghĩ. Họ càng mất nhiều thời gian để chuẩn bị giúp đỡ Ukraine thì cuộc chiến này sẽ càng kéo dài. Phát biểu tại cuộc họp báo ở Berlin hôm 5 tháng 3, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết, theo kết quả ban đầu của cuộc điều tra nội bộ, Vụ do dỉ băng ghi âm về cuộc họp bí mật của quan chức quốc phòng Đức có thể xảy ra do lỗi cá nhân của một trong các sĩ quan cấp cao của lực lượng không quân Đức. Sĩ quan này tham gia cuộc họp khi đang tham dự một triển lãm hàng không tại Singapore. Ông Pistorius xác nhận hệ thống thông tin liên lạc của chúng tôi không bị xâm phạm. Bộ trưởng Quốc phòng Đức cũng tuyên bố rằng một cuộc điều tra sơ bộ đã được tiến hành về hành vi của các sĩ quan. Điều này có thể dẫn đến biện pháp kỷ luật đối với những người liên quan đến vụ dò dỉ. Trước đó, Truyền thông Nga công bố một đoạn ghi âm dài 38 phút được cho là ghi lại cuộc thảo luận giữa tướng Ingo Gerhardt, chỉ huy lực lượng không quân Đức và một số sĩ quan cấp cao khác của Đức ngày 19 tháng 2. Cuộc thảo luận bị nghe lén do không sử dụng đường dây được mã hóa. Các sĩ quan đã thảo luận về tên lửa hành trình Storm Shadow của Anh và SCALP của Pháp mà những nước này viện trợ cho Ukraine. Ngoài ra, họ cũng bàn đến khả năng chuyển tên lửa hành trình Taurus của Đức cho Kiev. Các sĩ quan Đức tranh luận những vũ khí đó liệu có đủ để tấn công cầu nối bán đảo Crimea với vùng Krasnodar của Nga hay không. Nga sắp nhập bán đảo Crimea năm 2014 sau một cuộc trưng cầu dân ý gây tranh cãi không được Ukraine và phương Tây công nhận. Bộ Quốc phòng Đức đã xác nhận nội dung cuộc trao đổi bị nghe lén và đang điều tra vụ việc. Bộ trưởng Pistorius tuyên bố vụ dò dỉ là một cuộc tấn công kết hợp nhằm mục đích làm sai lệch thông tin và đại diện cho một phần của cuộc chiến thông tin mà Nga đang tiến hành. Ông cho rằng vụ do gì được thực hiện với mục đích gieo rắc sự chia rẽ trong nội bộ nước Đức về cuộc xung đột Ukraine và làm suy yếu quyết tâm của Đức. Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho rằng cuộc trao đổi của các sĩ quan Đức là bằng chứng cho thấy nước này chuẩn bị phát động cuộc chiến với Moscow. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng bình luận: Điều này cho thấy phương Tây vẫn tìm cách khiến Nga thất bại trên chiến trường. Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng. Đoạn ghi âm cuộc thảo luận của các sĩ quan Đức cho thấy quân đội nước này có ý định tiến hành cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga. Phó phát ngôn viên chính phủ Đức Quốc Gang Buesner tuyên bố tại cuộc họp báo ở Berlin hôm 4 tháng 3 rằng bất kỳ tuyên bố nào cho rằng đoạn ghi âm chứng tỏ Đức đã sẵn sàng cho một cuộc chiến. Với Nga đều chỉ là sự tuyên truyền vô lý của Nga. Lực lượng Ukraine ngày 17 tháng 2 tuyên bố rút quân khỏi Avdiivka, thành phố ở tỉnh Donetsk, miền đông để lập một hàng phòng thủ mới tại ba ngôi làng phía tây thị trấn. Tuy nhiên, khu vực này ngay sau đó cũng bị nga tấn công ác liệt. Một số nguồn tin còn cho rằng Moscow đã kiểm soát được toàn bộ các ngôi làng này. Tuy nhiên, quân đội Ukraine đã bác bỏ những bước tiến của nga diễn ra trong bối cảnh quân đội Ukraine đang gặp khủng hoảng sâu sắc về vấn đề đạn dược, càng làm dấy lên lo ngại liệu rằng lực lượng Kiev còn có thể chịu được sức ép này bao lâu nữa. Trong khi đó, nguồn tin dò dỉ cho thấy rạn nứt nội bộ lực lượng Ukraine trong tuần qua. Nhiều nguồn tin tiết lộ Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Alexander Syuskyi đã hai lần chỉ trích các sĩ quan cấp dưới vì diễn biến đáng thất vọng trên chiến tuyến then chốt này. Trước đó, ông Syuskyi ngày 29 tháng 2 cho rằng các chỉ huy trên chiến trường Avdivka đã đưa ra những tính toán thiếu sót và sai lầm, gây ảnh hưởng trực tiếp đến cục diện cuộc chiến. Nhiều binh sĩ Ukraine giấu tên tỏ ra bi quan khi chia sẻ về kế hoạch rút quân và việc phòng thủ. Một quân nhân từ lực lượng đặc biệt Ukraine chia sẻ, vấn đề không phải là vì sức mạnh của người Nga, vấn đề ở chỗ chúng tôi đã không chuẩn bị đầy đủ để cầm chân họ. Chỉ cần một kế hoạch chi tiết và một vị trí tốt, chúng tôi luôn sẵn sàng quay trở lại chiến trường. Một sĩ quan khác cũng có những chia sẻ đầy áp lực, chúng tôi có thể cảm nhận được sự vượt trội của Nga về mặt quân số, pháo binh và xe bọc thép. Chúng tôi không có nhiều lựa chọn, dù là lùi bước hay tiếp tục trụ lại đây. Chúng tôi thiếu đạn dược, đây không phải nơi mà bạn có thể chiến đấu cảm tử bằng kiếm. Những người lính tại chiến tuyến phía đông Ukraine cũng bi quan về viễn cảnh tương lai không được bổ sung viện trợ kịp thời từ phương Tây. Tinh thần quân nhân u ám và dòng khí tài viện trợ chậm trễ của các quốc gia đồng minh hoàn toàn có thể ảnh hưởng tiêu cực đến cục diện xung đột. Thương vong của Ukraine là thông tin thường được bảo đảm bí mật. Tuy nhiên, Tổng thống Zelensky tuần trước cho biết đã có tới 31.000 binh sĩ thiệt mạng xuyên suốt cuộc xung đột kéo dài hơn hai năm qua. Tại một trạm xá gần tiền tuyến ở phía đông, một bác sĩ thậm chí tiết lộ con số thương vong lên tới hàng trăm chỉ trong 20 ngày của tháng 2. Ở chiều ngược lại, Nga cũng ghi nhận thương vong, song Nga tiếp tục mở rộng tấn công ở miền đông Ukraine sau khi chiếm được Abdiva. Theo phân tích của trang tin Military Land, Lữ đoàn Sơn Cước độc lập số 128 của quân đội Ukraine là đơn vị có bề dày thành tích trong chiến đấu. Ngày 3 tháng 11 năm 2023, đơn vị tổ chức lễ trao thưởng nhân kỷ niệm ngày truyền thống của lực lượng pháo binh Địa điểm được tổ chức tại làng Dimitrov, cách chiến tuyến 20 km. Một chỉ huy lữ đoàn 128 cho biết những chiến sĩ pháo binh giỏi nhất của lữ đoàn đều tập trung tại đây. Khi các thành phần triệu tập theo lệnh được tập trung đầy đủ tại hội trường làng Dimitrov, nhưng lúc này, thay vì chỉ huy cấp trên mà là tên lửa đạn đạo SS-26 Iskander của Nga bất ngờ phóng tới. Cuộc tấn công tên lửa này của Nga đã mang đến cho lữ đoàn sân cước số 128 cả tin tốt và tin xấu tin xấu thuộc về hơn 100 sĩ quan binh sĩ Ukraine tham dự buổi lễ. Phía Ukraine thông báo 28 người chết và 53 người bị thương, thực tế là có thể nhiều hơn, còn Nga ước tính con số thương vong lên tới hơn 100 người. Tin vui thuộc về các cán bộ chiến sĩ lữ đoàn Sơn Cước 128 không có mặt tại hiện trường, vì sau khi chúng tên lửa Nga lần này, lữ đoàn 128 đã được chuyển về hậu cứ để nghỉ ngơi và huấn luyện, hiếm khi phải xuất hiện trên mặt trận và không còn phải chiến đấu nữa. Vụ trao thưởng trên có thể nói là một hành động thể hiện thói chủ quan và quan liêu của chỉ huy Ukraine. Nhưng trong trường hợp họ tự bắn họ thì thực sự là đáng trách. Dù không quân Ukraine không có nhiều máy bay có thể bay lên trời, nhưng hiện tại có thể xác nhận ít nhất hai chiếc Su-27 và một chiếc MiG-29 của Ukraine đã bị hỏa lực phòng không của chính họ bắn hạ. Chiếc Su-27 đầu tiên vô tình bị bắn hạ là vào ngày diễn ra xung đột, ngày 24 tháng 2 năm 2022. Nó bị nhầm là máy bay chiến đấu của Nga trên bầu trời Kiev và bị hỏa lực mặt đất bắn hạ đúng vào ngày đầu tiên của cuộc chiến. Không quân Ukraine đã gặp vận đen. Tiếp đến là chiếc Su-27 thứ hai bị bắn hạ là vào ngày 6 tháng 6 năm 2022 trên bầu trời thành phố Orykiv thuộc vùng Zaporizhia. Quân đội Ukraine đã sử dụng hỏa lực mặt đất để bắn hạ chiếc Su-27 mang số hiệu 38 của chính họ trận phục kích trên không được cho là một phần trong chiến dịch tuyên truyền đã được lên kế hoạch từ lâu của quân đội ukraine toàn bộ trận chiến đấu đã được camera ghi lại cộng thêm tiếng hò reo của các chiến sĩ mặt đất sau khi bắn trúng mục tiêu nhưng họ đã bắn rơi máy bay của chính mình nếu không thì đó sẽ là một tác phẩm tuyên truyền hay còn chiếc MiG-29 vô tình bị bắn rơi sau khi chúng hỏa lực phòng không Ukraine ở khu vực Donetsk khi đang thực hiện nhiệm vụ chế áp phòng không Nga vào tháng 1 năm 2023 khi chiếc MiG-29 phóng tên lửa bức xạ AGM-88 nhưng lại bị chính tên lửa phòng không của quân Ukraine bắn hạ. Tất nhiên, do thiếu liên lạc và phối hợp, sai lầm lớn nhất của quân đội Ukraine là vụ bắn hạ máy bay vận tải IL-76 của Nga chờ đầy tù binh chiến tranh Ukraine vào tháng 1 năm nay. Mặc dù người Nga được phép lên máy bay IL-76 và ba thành viên phi hành đoàn, nhưng từ giờ trở đi, việc trao đổi tù nhân Ukraine chỉ có thể được thực hiện bằng xe buýt. Ngoài những vụ việc trên, Ukraine cũng tự đào thêm một số lỗ hổng quan liêu mới. Ví dụ, vài ngày trước khi chiến tranh bắt đầu, Bộ Quốc phòng Ukraine đã điều động một số lượng lớn lực lượng tới khu vực Kiev mà không xây dựng kế hoạch hay tìm hiểu kỹ lưỡng về động thái của quân đội Nga. Sau đó, bất kể có phải quân Nga hay không, họ sẽ tấn công quân đang tiến vào thành phố Kiev trước. Kết quả là những tin tức như quân đội Nga thay quân phục Ukraine và đột kích Kiev lan truyền khắp nơi trên các phương tiện truyền thông Ukraine. Kết quả là quân Ukraine tiến vào Kiev và quân Ukraine bảo vệ Kiev đã đọ súng với nhau tại cửa ngõ thành phố Kiev. Thực tế là lính dù Nga đột kích vào Kiev thời điểm này vẫn chưa rời khỏi sân bay Antonov. Họ đang chiến đấu với quân đội Ukraine trong nhà ga bằng vũ khí hạng nhẹ, trong khi chờ chiếc Il-76 chở vũ khí hạng nặng tiếp theo hạ cánh. Câu hỏi là liệu quân đội Ukraine có thể tránh được những sai lầm quan liêu này hay không? Câu trả lời là khó. Muốn loại bỏ hoàn toàn vấn đề quan liêu trong lĩnh vực quân sự là rất khó. Trên thực tế, cho đến nay, quân đội là một trong những lĩnh vực quan liêu nhất trong tất cả các lực lượng vũ trang nói chung, chứ không riêng gì quân đội Ukraine tại sao lại như vậy lý do thực ra rất đơn giản khi quân đội đề cao tính chất chỉ huy một chiều cấp trên chỉ huy cấp dưới và cấp dưới phục tùng cấp trên cấp dưới phải thực hiện mệnh lệnh của cấp trên một cách vô điều kiện một hệ thống như vậy rất có lợi cho việc chỉ huy tập trung của quân đội nhưng vấn đề này có hai mặt nếu trung tâm chỉ huy không phải là người chỉ huy có trình độ không thể hiểu chính xác đối phương và tình hình chiến trường thì như vậy sẽ là bộ khuếch đại cho những sai lầm quan liêu tập trung Hãy lấy việc huấn luyện tập trung trước chiến tranh làm ví dụ, các sĩ quan quân đội cấp cao có cần thiết phải tổ chức các cuộc họp hoặc là huấn luyện tập trung hay không? Tất nhiên là có, khi nó không chỉ có thể nâng cao tinh thần mà quan trọng hơn là cấp dưới hiểu rõ ý định của cấp trên. Đặc biệt hiện nay, khi quân đội Ukraine áp dụng biên chế cấp lữ đoàn thì người chỉ huy cấp cao có thể về trực tiếp chỉ huy đến tiểu đoàn. Trong trường hợp này, người chỉ huy cấp trên cần phải trực tiếp làm rõ ý định tác chiến với các sĩ quan cấp lữ đoàn thay vì truyền đạt chúng theo cấp độ. Tuy nhiên sẽ là sai lầm nếu chỉ tập trung cán bộ, chiến sĩ trên bãi đất trống mà không xem xét đến tình hình chiến trường và khả năng hoạt động của vũ khí địch. Mặc dù cách tiền tuyến 20 km, khoảng cách này nằm trong khoảng an toàn theo nguyên tắc chiến thuật của Liên Xô, nhưng đối với tình hình tác chiến hiện nay trong phạm vi trinh sát của máy bay không người lái và tầm tấn công của bệ phóng tên lửa tầm xa thì cự ly 20 km rõ ràng đó không phải là khoảng cách an toàn hơn nữa nếu có sẵn những nơi trú ẩn và công cụ giao tiếp tốt thì tại sao lại phải tập trung ra ngoài động viên vì vậy khi các tướng ukraine phớt lờ sự tiến bộ của công nghệ chiến tranh hiện đại và cương quyết hoặc ngoan cố muốn thể hiện uy quyền của tướng quân trước mặt cấp dưới thì tổn thất là điều khó tránh khỏi Bản ghi âm được đài truyền hình RT của Nga công bố tiết lộ cuộc trò chuyện được cho là giữa một số sĩ quan cấp cao của không quân Đức về chi tiết hoạt động và mục tiêu của tên lửa tầm xa Taurus. Họ tranh luận về việc có nên gửi loại vũ khí này tới Ukraine hay không, cũng như các kịch bản có thể xảy ra trong trường hợp Ukraine sử dụng vũ khí này để tấn công cầu Crimea có tầm quan trọng chiến lược. Ngoài việc sử dụng tên lửa Taurus, các quan chức Đức được cho là còn đề cập đến sự hiện diện của binh sĩ nước ngoài ở Ukraine để giúp Kiev vận hành vũ khí do phương Tây cung cấp. Cuộc trò chuyện diễn ra trên nền tảng trực tuyến không được mã hóa web EX, một ứng dụng tin nhắn và gọi hội nghị trực tuyến thường được các quan chức Đức sử dụng để thảo luận về các vấn đề nhạy cảm. Báo WSG dẫn lời các quan chức Đức cho biết cuộc thảo luận này đã được xác nhận vụ do gì có nguy cơ khắc sâu hơn nữa dạn nứt trong NATO, đồng thời khiến việc chuyển giao tên lửa Taurus cho Ukraine trong tương lai ít có khả năng xảy ra. Không giống như các đồng minh Pháp và Anh đều đã gửi tên lửa tới Ukraine, Đức tới nay vẫn giữ lập trường phản đối bất kỳ bước đi nào có thể khiến xung đột leo thang hơn nữa. Thủ tướng Đức Olaf Scholz thậm chí hồi tuần trước còn gây mất lòng các đồng minh khi công khai đề cập việc Anh và Pháp đang giúp Ukraine hiệu chỉnh các mục tiêu tên lửa. Nga nhiều lần lên án phương Tây chuyển giao vũ khí cho Ukraine cho rằng một động thái như vậy sẽ chỉ càng kéo dài hơn nữa cuộc xung đột và khiến các quốc gia NATO trở thành bên trực tiếp tham gia chiến sự. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova yêu cầu Berlin giải thích, trong khi Ngoại trưởng Sergei Lavrov cho rằng NATO khó lòng thoái thác trách nhiệm. Tôi không biết gọi điều gì đã xảy ra, nhưng NATO rõ ràng có liên quan và tôi không biết họ sẽ giải thích điều đó với người dân của họ như thế nào. Trong nỗ lực trấn an các đồng minh, Thủ tướng Đức Olaf Scholz hôm qua cam kết một cuộc điều tra cẩn thận, chuyên sâu và nhanh chóng nhằm làm rõ vụ việc. Ông đồng thời gọi đây là vấn đề rất nghiêm trọng. Những gì đã được báo cáo là một vấn đề rất nghiêm trọng và do đó việc này sẽ được điều tra rất cẩn thận, rất chuyên sâu và rất nhanh chóng. Điều đó là cần thiết, Thủ tướng Scholz nói. Đoạn băng bị dò dỉ được công bố vào một thời điểm nhạy cảm khi các cuộc tranh luận về viện trợ cho Ukraine đang nóng lên ở châu Âu. Cuộc xung đột kéo dài hơn 2 năm qua, ở Ukraine vẫn đang trong thế giằng co, trong khi các gói viện trợ quân sự mới nhất của Mỹ dành cho Kiev đang bị sa lầy tại Quốc hội. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius, cuộc trò chuyện của các sĩ quan không có nghĩa là Đức bật đèn xanh cho việc gửi tên lửa tới Ukraine. Đây là nhận định của tờ Wall Street Journal hôm 2 tháng 3. Trước đó hôm 1 tháng 3, tổng biên tập kênh truyền hình RT của Nga, Nagatita Simonian đã công bố bản ghi âm bằng tiếng Nga về cuộc trò chuyện được cho là giữa một số sĩ quan cấp cao của không quân Đức thảo luận về chi tiết hoạt động và mục tiêu tấn công của tên lửa tầm xa Taurus mà Berlin đang tranh luận có nên gửi cho Kiev hay không. Trong cuộc trao đổi, các quan chức Đức còn bàn cách đưa ra lời phủ nhận hợp lý. Nếu Ukraine sử dụng tên lửa Taurus để tấn công cây cầu Crimea có tầm quan trọng chiến lược, Cầu Crimea dài 19 km nối bán đảo Crimea với đất liền Nga từng nhiều lần bị các lực lượng Ukraine tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái UAV. Bộ Quốc phòng Đức sau đó xác nhận thông tin quan chức nước này bàn về kế hoạch tấn công cầu Crimea là sự thật và đang tiến hành điều tra sự việc. Dẫn lời giới chức Đức, tờ World Trade Journal cho hay cuộc thảo luận diễn ra trên ứng dụng nhắn tin và gọi hội nghị trực tuyến không được mã hóa Webex, Trong đó, một sĩ quan Đức được cho là đã gọi điện từ phòng khách sạn ở Singapore giới chức Đức thường sử dụng web AX để thảo luận các vấn đề nhạy cảm. Do đó, vụ do gì sẽ là lời cảnh tỉnh đối với Berlin. Ngoài tên lửa Taurus, các quan chức Đức còn được cho là đã đề cập đến sự hiện diện của quân đội nước ngoài ở Ukraine nhằm giúp Kiev vận hành những vũ khí do phương Tây cung cấp. Giới chức Nga cũng từng tuyên bố sự hiện diện của binh sĩ phương Tây ở Ukraine không có gì là bí mật theo World Street Journal, đoạn ghi âm bị dò dỉ là chiến thắng về mặt tuyên truyền của Điện Kremlin bởi nó có thể gây ra sự căng thẳng trong mối quan hệ giữa Đức và các đồng minh NATO. Tờ báo Mỹ nhận định chuyện này cũng sẽ khiến việc chuyển giao tên lửa Taurus cho Ukraine khó có khả năng xảy ra. Một tờ Nhật báo Đức ngày 3 tháng 3 cho biết Thủ tướng Đức Olaf Scholz vẫn phản đối gửi tên lửa Taurus cho Kiev và cảnh báo điều này có thể khiến xung đột Nga-Ukraine thêm leo thang. Tên lửa hành trình tầm xa Taurus dành cho máy bay do Đức và Thụy Điển hợp tác sản xuất. Tầm bắn của tên lửa là hơn 500 km. Taurus hiện được đánh giá là một trong những tên lửa hành trình tối tân nhất do châu Âu sản xuất. Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã yêu cầu Berlin giải thích về đoạn ghi âm bị dò dỉ. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Dmitry Medvedev nhấn mạnh, Đức một lần nữa trở thành kẻ thù không đội trời chung của Nga sau vụ dò dỉ thông tin. Phó Chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ Marco Rubio nhận định với Fox News vào ngày 3 tháng 3, Nga không thể chinh phục hoàn toàn hay dù một nửa Ukraine, đó là mục tiêu ngay từ đầu của Tổng thống Putin. Mặt khác, thực tế là quân đội Ukraine xếp sau Nga về quy mô và khả năng mở rộng quy mô. Ông bình luận thêm, không bên nào có thể giành chiến thắng một cách đúng nghĩa. Thượng nghị sĩ Cộng hòa cho biết, từ lâu ông đã cố gắng không bày tỏ quan điểm đó một cách công khai vì lo ngại nó sẽ làm suy yếu vị thế của Ukraine trên chiến trường. Hiện giờ Ukraine phải chật vật đối phó Nga trong lúc Quốc hội Mỹ trì hoãn thông qua gói viện trợ bổ sung trị giá hơn 60 tỷ đô la Mỹ cho Kiev. Mọi kịch bản đều có thể xảy ra. Theo ông Dubio, con đường tốt nhất cho Mỹ và các đồng minh hiện nay là tăng cường năng lực cho quân đội Ukraine càng nhiều càng tốt để cải thiện vị thế của Kiev trước khi các bên có thể ngồi vào bàn đàm phán nhằm chấm dứt xung đột. Ông Dubil nói Ukraine sẽ không có ưu thế trên bàn đàm phán nếu Nga cảm thấy rằng họ chiếm thế thượng phong và có thể buộc Ukraine về cơ bản chấp nhận trở thành một quốc gia vệ tinh. Cả giới chức Mỹ và Ukraine đều cho rằng những thất bại gần đây của Ukraine trên chiến trường, trong đó có việc rút quân khỏi thành phố miền đông Abdiivka, là do cạn kiệt đạn dược vũ khí. Trong khi đó, bất đồng giữa Đảng Dân Chủ và Cộng hòa Mỹ về vấn đề viện trợ nước ngoài và chi ngân sách cho an ninh biên giới khiến Quốc hội nước này chưa thể thông qua viện trợ bổ sung cho Ukraine. Bản thân ông Rubio ủng hộ việc tăng cường viện trợ cho Ukraine nhưng muốn hướng tới giải quyết vấn đề an ninh biên giới trước tiên. Ông Rubio nói, tôi nghĩ chúng ta nên giúp đỡ Ukraine, nhưng chỉ sau khi giải quyết ổn thỏa chuyện biên giới, giống cách mà phe Dân Chủ nói rằng họ sẽ không ủng hộ viện trợ Israel nếu chúng ta không giúp Ukraine. Ông Rubio là một trong những nghị sĩ Cộng hòa bỏ phiếu phản đối gói ngân sách 118 tỷ đô la Mỹ tại Thượng viện vào tháng trước, trong đó khoản viện trợ dành cho Ukraine. Thượng viện sau đó thông qua gói viện trợ 95 tỷ đô la Mỹ dành cho Ukraine, Israel và các nước Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, không bao gồm các điều kiện liên quan đến an ninh biên giới của Mỹ. Xung đột Nga-Ukraine đã bước sang năm thứ ba nhưng chưa có dấu hiệu lắng xuống, một số nhà phân tích cảnh báo, nếu phương Tây không tăng cường viện trợ kịp thời cho Kiev, phòng tuyến của Ukraine có thể sụp đổ vào mùa hè tới trước các đợt tấn công dồn dập của lực lượng Nga. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuần trước tuyên bố phương Tây không loại trừ đưa quân đến hỗ trợ Ukraine. Tuy vậy, giới chuyên gia nhận định kịch bản phương Tây đưa quân vào Ukraine rất thấp do các nước này không mong muốn một cuộc xung đột trực tiếp với Nga. Theo số liệu từ lực lượng không quân Ukraine, Kiev đã bắn hạ 14 máy bay quân sự của Nga trong hai tuần, gây tổn thất nặng nề cho phi đội máy bay của Nga, ngay cả khi lực lượng bộ binh Moscow đang tiến về phía Tây qua tiền tuyến. Ngày 2 tháng 3, lực lượng không quân Ukraine tuyên bố tiếp tục bắn rơi một máy bay ném bom chiến đấu Su-34 của Nga. Chỉ một ngày sau khi Kiev thông báo đã hạ một chiếc Su-34 khác gần thành phố Mariupol, phía nam do Nga kiểm soát. Trước đó vào ngày 29 tháng 2, Ukraine thông báo lực lượng không quân nước này đã phá hủy 10 máy bay Su-34 và 2 máy bay Su-35 kể từ ngày 17 tháng 2. Ukraine cũng tuyên bố phá hủy một máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm trên không A-50 vào ngày 23 tháng 2. Chiếc A-50 uy lực và đắt đỏ này hỗ trợ Nga phối hợp tấn công bằng máy bay chiến đấu. Các chuyên gia nhận định việc Ukraine liên tiếp bắn hạ máy bay Nga gần đây có lẽ là do sự thay đổi chiến thuật của Moscow nhằm cố gắng ngăn chặn các cuộc tấn công của Ukraine. Justin Brown, chuyên gia về Nga và tác chiến trên không tại Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Hoàng gia Anh, gọi tắt là RUSI cho rằng các máy bay chiến đấu của Nga đã ở xa tiền tuyến kể từ khoảng tháng 5 năm 2023, khi hai máy bay chiến đấu và hai trực thăng của Nga bị bắn hạ. Ông Bordon nói, khoảng cách này đã tăng thêm trong những tháng gần đây khi Nga dựa vào việc phóng số lượng lớn bom lượn. Các nhà phân tích tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế cho rằng máy bay Nga dường như mang theo nhiều bom lượn hơn, gần như chắc chắn để tạo ra khoảng cách xa hơn nhằm tránh tổn thất thêm. Tuy nhiên, theo chuyên gia Brown, sự thay đổi này có thể lý giải việc Ukraine dường như bắn hạ được nhiều máy bay của Nga hơn. Mặc dù ông nhấn mạnh không phải tất cả các vụ bắn hạ máy bay gần đây đều được xác nhận. Ông Brown cho biết, để những quả bom lượn có thể di chuyển đủ xa từ một khoảng cách nhất định, đòi hỏi máy bay phải bay cao và tốc độ rất lớn. Điều này có nghĩa là máy bay Nga phải bay cao hơn, từ đó giúp Ukraine có thêm thời gian để phát hiện và nhắm mục tiêu vào chúng. Ông Brown nhấn mạnh, Ukraine sẽ có nhiều thời gian hơn để hoàn thành việc đánh chặn khi những máy bay Nga hoạt động ở tầm cao hơn. Matthias Iken, chuyên gia về phòng thủ tên lửa tại tập đoàn Trent, cũng đưa ra đánh giá tương tự. Ông Iken nói, việc Ukraine bán rơi một số máy bay Nga gần đây có thể là do Nga tăng cường sử dụng bom lượn. Theo chuyên gia Iken, việc phóng bom lượn vào các mục tiêu ở xa từ độ cao lớn hơn sẽ khiến máy bay Nga dễ bị các hệ thống phòng không tầm xa của Ukraine tấn công. Chuyên gia Brown cho biết, chiến thuật của Nga cũng đòi hỏi họ phải sử dụng máy bay chiến đấu thường xuyên hơn, do đó Ukraine sẽ có nhiều mục tiêu hơn để tấn công. Mặc dù vậy, thành công gần đây của Ukraine trong việc bắn hạ các máy bay Nga được cho là khó có thể thay đổi cục diện cuộc chiến. Bom lượn của Nga cũng đang gây ra thiệt hại đáng kể cho Ukraine và việc Moscow xuất kích thêm máy bay chiến đấu, đồng nghĩa với việc ép sẽ hứng chịu tổn thất hơn. Theo chuyên gia Iken, những suy đoán cho rằng Nga sẽ nhanh chóng sử dụng hết kho bom lượn của nước này dường như là vô căn cứ. Bom lượn được cho là loại vũ khí khó ngăn chặn và giá thành sản xuất rẻ. Chuyên gia Iken cho biết, có vẻ như Nga sẽ không sớm cạn kiệt bom lượn, mặc dù nước này có thể gặp khó khăn trong việc bổ sung một số loại bom lượn. Ngoài ra, khả năng của Ukraine trong việc tiếp tục bắn hạ máy bay Nga cũng đang bị đe dọa nghiêm trọng. Lực lượng phòng không của Ukraine đã ngăn cản các máy bay Nga thường xuyên vào không phận Ukraine. Các chuyên gia mô tả đây là một bước tiến đáng kể có thể ngăn Nga nhanh chóng giành chiến thắng trong cuộc chiến. Tuy nhiên, kho tên lửa của Ukraine đang cạn kiệt, nếu số lượng tên lửa giảm xuống mức quá thấp lực lượng không quân nga có thể hoạt động tự do hơn và gây ra hậu quả lớn cho kỳ ép